Thưa sư cho con hỏi, lúc con quét nhà, con có tác ý rằng không có giết hại chúng sanh nào và cũng không có lòng vui sướng khi thấy chúng sanh đó bị giết. Con đãi muối để đuổi nó đi, để khi con đẩy xe ra hoặc có đi cũng không đập chúng. Mặc dù né hết cỡ rồi, quét như phủi đùi ấy vậy mà cũng chết. Quét cũng chết một hai con rất sạch sẽ nên quét dọn ngày mấy lần vì con tác ý rằng con có để kinh sách để học và mua y sẵn để dâng các sư. Nên con muốn nhà sạch sẽ chứ thật ra con không có ý giết bất kỳ con nào cả. Vậy nếu con không có ý giết mà lỡ quét mạnh tay quá nó chết thì có phạm giới không? Xin thưa là không phạm giới ha. À, quý vị vui lòng học cái giới không sát sanh, sư đã có trên YouTube rồi. Tìm không sát sanh, sư hạnh tuệ.